mạng tháng 8 là tên gọi dùng để chỉ việc Việt Minh tiến hành khởi nghĩa, buộc chính phủ Đế quốc Việt Nam được Đế quốc Nhật Bản bảo hộ, bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương trong tháng 8 năm 1945. Các đảng phái khác như Đại Việt, Việt Nam Quốc dân Đảng cũng buộc chính quyền Đế quốc Việt Nam tại một số ít địa phương trao quyền lực cho họ. Tỉnh lỵ Hải Ninh, nay thuộc Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Yên nằm trong tay Việt Quốc, Việt Cách và quân Tưởng. Còn lại, chính quyền Việt Minh đã được thiết lập trên toàn bộ các tỉnh lỵ trong cả nước, muộn nhất là ngày 28 tháng 8 tại Đồng Nai Thượng, Hà Tiên. Ngày nay, nhà nước Việt Nam lấy ngày Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội 19 tháng 8 làm kỷ niệm trong cả nước. Trong bầu không khí dân chủ và cởi mở hiện nay, có một số người vì những mục đích động cơ khác nhau có những bài viết thông tin về cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 dưới cái nhìn đòi hỏi xét lại, đánh giá khác với quan điểm lịch sử chính thống trước nay. Theo những nhà tân sử gia thì Việt Minh không đánh Pháp đuổi Nhật. Họ lý luận rằng Pháp đã đầu hàng Nhật, Nhật đã đầu hàng đồng minh. Thực tế, chỉ còn chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam đang thực quyền. Nhật đã trao trả tự do cho chính phủ Trần Trọng Kim. Cũng từ đó, họ cho rằng quốc khánh Việt Nam phải là ngày Đế quốc Việt Nam nhận và tuyên bố tự do. Vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chính phủ Trần Trọng Kim, cơ sở của những luận điểm này. 21 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, quan chức binh lính Pháp hoặc bị bắt giam hoặc bỏ chạy thoát thân sang Lào hoặc Trung Quốc, số khác chui lủi trong rừng được sự che chở của bà con người Việt. Chỉ từ 9 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng ngày sau, toàn cõi Việt Nam rơi vào tay Nhật, cả thực dân Pháp và thường dân, công chức đều bất ngờ. Ngày 10 tháng 3 năm 1945, lúc 11 giờ, Đại sứ Nhật ở Huế gặp vua Bảo Đại, giải thích tình hình, tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam để cùng nhau xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng, đề nghị vua ra tuyên bố độc lập và chuẩn bị thành lập chính phủ mới trên cơ sở hợp tác dưới sự bảo trợ của Nhật. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Triều đình Huế tuyên bố bãi bỏ Hòa ước Peternaut, hay còn gọi là Hòa ước Giáp Thân, ký với Pháp năm 1884, nước Việt Nam được quyền thu hồi độc lập. Trích: theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng kể từ ngày hôm nay, Hòa ước bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một quốc gia độc lập. Hết trích. Ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và một số thành phố lớn, do sự sách động của các nhóm thân Nhật, một số người xuống đường để tri ân quân đội Nhật Hoàng. Nhưng quảng đại quần chúng thì thờ ơ lạnh nhạt. Ngày 17 tháng 3 năm 1945, ở các hương thôn, Lý Trường được lệnh tổ chức dân chúng mừng ngày độc lập tại các đình làng. Cửa đình mở rộng, trước sân đình có cờ, chuông, trống như ngày cúng thần. Hội đồng xã chỉ lưa thưa có mấy ông, dân chúng chẳng ai đến cả, trừ một số chức việc có phận sự trong làng. Đến giờ, chuông trống nổi lên, hương xã làm lễ tế thần, Lý Trường đọc lời tuyên cáo độc lập, y như một bài văn tế. Xong chiêng trống tiếp tục vào buổi lễ chấm dứt không đầy 30 phút, không một tiếng vỗ tay, không một lời hoan hô. Các ông làng xã, khăn đen áo dài, khệ nệ như trong các đám cúng thần theo nghi lễ cổ truyền, lặng lẽ đóng cửa đình sau khi dọn dẹp. Nguyễn Vĩ, Tuấn Chàng Trai Nước Việt, quyển 2, Sài Gòn, 1970, trang 513. Cũng trong ngày 17 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại ban bố đạo dụ số 1, nhà vua sẽ đích thân cầm quyền và chế độ chính trị mới sẽ quản lý đất nước theo khẩu hiệu dân vi quý, dân trên hết. Chỉnh đốn lại quốc gia, đồng thời kêu gọi các bậc hiền tài ra giúp nước. Giải tán cơ mật viện gồm 6 quan chức tối cao của triều đình nhà Nguyễn do Phạm Quỳnh đứng đầu. Ngày 30 tháng 3 năm 1945, Nhật cho người đưa Trần Trọng Kim từ Bangkok về Sài Gòn, cho hay Phạm Quỳnh và các thượng thư cũng đã từ chức. Vua Bảo Đại mời ông với ông Hoàng Trọng Phu, Vũ Ngọc Oánh, Trịnh Bá Tích, Hoàng Xuân Hãn, Cao Xuân Cẩm về Huế để hỏi ý kiến.
ngày 2 tháng 4 năm 1945, Nhật bố trí cho Trần Trọng Kim đáp xe lửa ra Huế. 19 giờ rưỡi ngày 5 tháng 4, xe lửa đến Huế, vợ con có sẵn ở đó. Sự tình cờ kỳ lạ này đã khiến có người suy diễn nhiều khả năng chính người Nhật đã sắp đặt. Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Trần Trọng Kim vào yết kiến Bảo Đại. Trích hồi ký của Trần Trọng Kim. Ngài nói, trước kia người mình chưa độc lập, nay có cơ hội, tuy chưa phải độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ, thì người Nhật bảo mình bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh, rất hại cho nước ta. Vậy, ông nên vì nghĩa vụ, cố lập thành một chính phủ để lo việc nước. Có một điều nên nói cho rõ là trong khi tôi chọn người lập chính phủ lúc ấy, người Nhật Bản không bao giờ hỏi tôi chọn người này người kia. Tôi được hoàn toàn tự chủ, tìm lấy người mà làm việc. Và tôi đã định từ trước rằng nếu người Nhật can thiệp vào việc trong nước thì tôi thôi ngay, không làm nữa. Hết trích. Một cách khéo léo, người Nhật đã đạo diễn để dẫn dụ Trần Trọng Kim lập chính phủ. Tuy nhiên cả họ và vua Bảo Đại đều không can thiệp sâu. Nhờ vậy Trần Trọng Kim đã có được sự chủ động trong việc tìm chọn nhân tài thích hợp theo quan niệm của mình. Theo luật sư Trịnh Đình Thảo, Trần Trọng Kim không tin ở sự thành thật của nhà cầm quyền Nhật và lo ngại bị lôi cuốn vào những biến cố có hại cho tương lai xứ sở. Ông Trịnh đã thuyết phục phải gấp rút thành lập chính phủ Việt Nam độc lập để đặt các lực lượng đồng minh, nhất là Pháp, trước một tình trạng pháp lý không thể đảo ngược bằng lời tuyên cáo hủy bỏ các hiệp ước bảo hộ, tuyên cáo Việt Nam độc lập và thống nhất. Cựu Ngoại trưởng Thái Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm bắt cá hai tay để có thể tồn tại. Đại khái, bằng cách song song với phe thân Nhật, Thái Lan đã dự bị sẵn một lực lượng chính trị khác hợp tác với đồng minh để tránh cho Thái Lan bị liệt vào phe thua trận khi Thế chiến II kết thúc. Vị chính khách này còn khuyên hãy nắm lấy độc lập mà không theo Nhật. Nội các chính phủ đế quốc Việt Nam đều là các nhà trí thức tên tuổi có trình độ học vấn cao, nhiệt tâm, trong sạch và yêu nước. Nhưng tất cả đều thiếu hẳn kinh nghiệm quản lý và nhất là sự lọc lõi chính trị trong thời loạn. Các thành phần trí thức Việt Nam phấn khởi đón luồng gió mới, một số khác dè dặt chờ đợi vì thấy vẫn còn lệ thuộc Nhật. Các đảng phái quốc gia như Đại Việt, Phục Quốc, Việt Nam Quốc gia Độc lập, Tân Việt Nam đều ủng hộ nội các Trần Trọng Kim và được Nhật khuyến khích. Riêng dân chúng ở các vùng nông thôn thì rất thờ ơ. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, nội các Trần Trọng Kim tổ chức lễ ra mắt quốc dân tại dinh tổng trưởng, tòa khâm sứ Trung Kỳ cũ. Hoàng đế Bảo Đại tuyên chiếu, trích: "Trẫm đã lựa chọn khắp nhân tài trong đất nước, kén lấy những người có học thức, có kinh nghiệm để đương việc nước trong buổi bây giờ. Trẫm chắc rằng Chư Khanh sẽ làm chức vụ không phụ lòng trẫm ủy thác và lòng dân kỳ vọng. Điều cần nhất là phải gây sự đồng tâm hiệp lực trong toàn thể quốc dân, phải đoàn kết chặt chẽ các giai tầng xã hội và luôn luôn giữ một mối liên lạc giữa chính phủ và nhân dân." Hết trích. Tuyên cáo khẳng định nền độc lập mới có được sau 80 năm bị Pháp áp chế, cảm ơn Nhật Bản đã ra tay giải phóng, kêu gọi quốc dân ra sức đoàn kết, yêu nước, chăm lo việc cứu đói, định lại thuế khóa cho công bằng, đặt những cơ quan để liên lạc mật thiết giữa chính phủ với dân chúng, thống nhất pháp luật trong toàn quốc và tránh sự lạm quyền, tiệt trừ nạn tham nhũng, rèn luyện lớp thanh niên mới có khí khái, có nghề nghiệp, chú trọng nâng cao trình độ sinh hoạt của dân chúng. Tháng 6 năm 1945 đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam, tạm duy trì bài quốc thiều, đăng đàn cung, đổi mới quốc kỳ, thay cờ long tinh bằng cờ quẻ ly, nền vàng hình chữ nhật, giữa có hình quẻ ly màu đỏ thẫm. Đế quốc Việt Nam tiếp quản bộ máy cai trị của Pháp thông qua sự thu xếp bàn giao của Nhật, gặp hai trở lực căn bản nhất là thiếu sự ủng hộ của dân chúng và quyền cấm cố nặng nề của Nhật cả về kế hoạch chính trị lẫn kế hoạch kinh tế và quân sự. Ngoài ra, còn nhiều khó khăn khác như bộ máy quan lại thực dân nửa phong kiến đã mục ruỗng, nạn đói khủng khiếp ở miền Bắc vì mất mùa và chính sách nông nghiệp thời chiến của Pháp Nhật gây ra làm cả triệu người chết. Bom đạn do quân đồng minh Anh-Mỹ đổ xuống phá nát các cơ sở hạ tầng. Nhật ngày càng thua đậm trong trận thế chiến.
nhất là sau hai lần bị ném bom nguyên tử trong các ngày mùng 6 và mùng 8 tháng 8 năm 1945. Pháp lăm le tái chiếm Đông Dương bằng mọi giá. Trong khi cũng cùng hoàn cảnh ấy, với những điều kiện thực tế đó, hoạt động của Việt Minh được chuẩn bị từ lâu, chủ động, độc lập, có sách lược, với chủ trương đánh đổ cả Pháp, Nhật lẫn chính quyền phong kiến để giành độc lập, được nhân dân nhiều nơi trên cả ba miền đất nước hưởng ứng. Trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc và xu hướng quần chúng, tri thức ngả theo Việt Minh, nội bộ chính phủ Trần Trọng Kim nhanh chóng phân hóa về sự lựa chọn chủ trương đường lối. Trong một cuộc họp nội các ngày 3 tháng 8 năm 1945 ở dinh Tổng trưởng, cả ba bộ trưởng Hồ Tá Khanh, Trần Đình Nam, Nguyễn Hữu Thí đề nghị nội các rút lui, nhường quyền lãnh đạo cho mặt trận Việt Minh càng sớm càng tốt, may ra mới cứu được đất nước. Không khí buổi họp căng thẳng phải tạm ngừng. Hai ngày sau, mùng 5 tháng 8, toàn thể nội các dâng tờ phiến xin từ chức. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại chấp nhận, yêu cầu tạm ở lại làm việc, chờ tìm người lập nội các mới. Trần Trọng Kim liên lạc với những người có đảng phái như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Xuân Trữ, Lê Toàn, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Đặng Thay Mai, mời ra Huế lập nội các mới, nhưng sau một tuần không thấy ai hưởng ứng. Ngày 12 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại ra đạo dụ đổi nội các từ chức thành nội các lâm thời, làm việc chỉ được mấy ngày thì 14 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Trước tình thế cấp bách, thế lực của Nhật coi như tan rã. Chủ trương vận động vua Bảo Đại thoái vị của Việt Minh được Đồng Lý Ngự Tiền, Văn phòng, Phạm Khắc Hòe ủng hộ. Theo đề xuất của Trần Đình Nam, một cuộc họp khẩn cấp nội các được triệu tập ngày 17 tháng 8 năm 1945 do vua đích thân chủ tọa. Nhóm Trần Đình Nam, Hồ Tá Khanh đề nghị nội các rút lui, vua Bảo Đại thoái vị, toàn dân đoàn kết chặt chẽ chung quanh tổ chức mạnh nhất, hăng hái nhất là Việt Minh để bảo vệ nền độc lập. Một cuộc tranh luận sôi nổi, cuối cùng thống nhất, tạm thời vẫn giữ chính thể quân chủ với vua Bảo Đại, nhưng giao cho Việt Minh tổ chức nội các, thể hiện trong đạo dụ số 105 được Phạm Khắc Hòe soạn thảo ngay sau đó, trong giờ giải lao 15 phút. Theo đó khẳng định, tư cách và ý chí độc lập của dân tộc, kêu gọi mọi người ái quốc, phò vua giúp nước, động viên tinh thần hy sinh của Hoàng đế. Trần Trọng Kim phản ứng về việc hy sinh của Hoàng đế cho là ép vua quá. Phan Anh Dung Hòa nói để cho vua tự suy nghĩ quyết định. Bảo Đại yêu cầu đọc lại đoạn hy sinh của Hoàng đế nêu trong bản dự thảo. Nghe xong, vua đồng ý, giao cho văn phòng làm văn bản để chiều ký. Trích: cuộc chiến tranh thế giới đã kết liễu, trước tình thế quốc tế hiện thời, trẫm muốn mau có một nội các mới, muốn củng cố nền độc lập của nước nhà và bảo vệ quyền lợi của dân tộc. Trẫm sẵn sàng hy sinh về tất cả các phương diện. Trẫm để hạnh phúc của nhân dân Việt Nam lên trên ngai vàng của trẫm. Trẫm ưng là dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cũng một lòng hy sinh như trẫm. Hết trích. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, trước tình thế nguy ngập, chỉ còn cách lui đi là hơn cả. Trần Trọng Kim dẫn gương của vua Lui bên Pháp và vua Nicholas đệ nhị của Nga, đốc thúc Bảo Đại phải thoái vị ngay, không nên chần chừ. Đến giờ phút này, cả Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Phạm Khắc Hòe và phần lớn thành viên trong nội các vẫn chưa biết lãnh tụ Việt Minh là ai. Gần trưa ngày 23 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại nhận được tối hậu thư của Việt Minh dưới đóng dấu thành bộ Việt Minh tỉnh Nguyễn Tri Phương, không có chữ ký, yêu cầu nhà vua trả chính quyền cho nhân dân, hứa sẽ đảm bảo tính mạng, tài sản cho hoàng gia, hạn cho nhà vua phải trả lời trước 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 1945. Theo đề nghị của Phạm Khắc Hòe, một cuộc họp nội các đã được triệu tập ngay, đúng 12 giờ 25 phút cùng ngày để kịp trả lời Việt Minh, đồng thời đóng góp ý kiến cho dự thảo chiếu thoái vị do ông Hòe khởi thảo. Cuộc họp do vua chủ tọa, có mặt Trần Trọng Kim, Trần Văn Trương, Trần Đình Nam, Trịnh Đình Thảo, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Hữu Thí, Phạm Khắc Hòe. Mọi người đồng ý chấp nhận các điều kiện do Việt Minh đưa ra trong tối hậu thư, còn chiếu thoái vị thì sửa mấy chữ nồi ra sáo thịt thành Nam Bắc phân tranh.
tờ chiếu lịch sử đó của Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn sau 143 năm trị vì đất nước phong kiến mà hơn một nửa thời gian bị lệ thuộc Pháp, đề ngày 25 tháng 8 năm 1945. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 45, trong không khí buồn tẻ chỉ hiện diện vài người thân cận, vua làm lễ cáo yết liệt thánh về việc thoái vị ở Thế Miếu. Các quan văn võ được thông báo trước nhưng đều không đến dự. Chiều 30 tháng 8 năm 1945, tại cuộc lễ thoái vị được cử hành long trọng trước Ngọ Môn, Bảo Đại mặc triều phục, tuyên đọc chính thức chiếu thoái vị, lời lẽ chân thực, cảm động, với sự có mặt của đại diện Việt Minh, gồm các ông Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận, cùng sự chứng kiến của hàng vạn dân chúng. Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, vì độc lập của Việt Nam, để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc. Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được. Nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý để quyết định thoái vị, Trẫm hiểu rằng nếu có cuộc tranh chấp đó đưa cả nước vào sau hỗn loạn đau thương thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng. Trẫm không thể ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên 400 năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong 20 năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước. Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị và Trẫm trao quyền cho chính phủ dân chủ Cộng Hòa. Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho chính phủ dân chủ Cộng Hòa hầu củng cố nền độc lập quốc gia. Riêng về phần Trẫm, trong 20 năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước bị trị. Từ nay, Trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào chúng ta. Đọc xong, vua Bảo Đại trao kiếm vàng và ấn ngọc cho đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu, biểu thị chấm dứt triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, nội các Trần Trọng Kim, mà ba tuần lễ sau cùng đổi gọi là nội các lâm thời, cũng chấm dứt nhiệm vụ lịch sử. Tồn tại trong 126 ngày, làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn, bị quân đội Nhật kiềm chế mọi mặt, phương tiện, nhân lực đều bị quân Nhật nắm giữ, giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển từ Bắc ra Nam bị quân đồng minh cắt đứt. Tuy vậy, cũng có những chủ trương, việc làm đáng ghi nhận dù kết quả rất hạn chế. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, lấy lại Nam Kỳ, thống nhất vào đất nước Việt Nam về mặt danh nghĩa. Đổi chương trình học tiếng Pháp ở bậc tiểu học và trung học sang chương trình tiếng Việt do Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật Hoàng Xuân Hãn chủ trì biên soạn. Dùng chữ Việt trong tất cả các giao dịch của chính phủ, ngoại trừ lĩnh vực y tế và các văn thư liên lạc với Pháp hoặc với các công ty người Hoa. Bộ trưởng Bộ Thanh niên Phan Anh thành lập Đoàn Thanh niên Tiền tuyến, Thanh niên Xã hội. Trường Thanh niên Tiền tuyến đã đào tạo ra nhiều tướng lĩnh, sĩ quan của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau này. Nhận thức được tình hình thực tiễn, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, tham gia dàn xếp việc thoái vị của Bảo Đại để trao quyền lãnh đạo cho chính quyền cách mạng, tránh một cuộc xung đột đổ máu rất có thể xảy ra. Đây là việc làm có ý nghĩa lớn nhất, hữu ích nhất mà chính phủ Đế quốc Việt Nam làm được. Đế quốc Việt Nam thực tế vẫn nằm dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật. Chính sách Đại Đông Á xây dựng khu vực thịnh vượng chung của Nhật trước sau vẫn chỉ là một tên gọi khác cho ách thống trị mới của quân phiệt Nhật. Và Trần Trọng Kim, với tính cách của một học giả chưa lọc lõi chính trị, đã nhẹ dạ đặt niềm tin vào đó. Vậy nên, những tuyên ngôn, tuyên bố của Đế quốc Việt Nam không thể là tuyên ngôn độc lập của một nước Việt Nam độc lập tự do. Cuộc cách mạng tháng 8 đã tạo đà cho dân tộc Việt Nam chuẩn bị lực lượng chống trả sự quay trở lại của người Pháp và sự có mặt của người Mỹ sau này, việc mà chính phủ của Đế quốc Việt Nam không thể đảm nhiệm nổi khi họ phải dựa vào người Nhật, ngay cả trong việc nội trị của mình.